Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài tập 1, trang 147, sách giáo khoa vật lý lớp 11, nội dung như sau. Phát biểu các định nghĩa. Thứ nhất là dòng điện cảm ứng, hiện tượng cảm ứng điện từ, từ trường cảm ứng. Như vậy các em có thể thấy ở đây đều là các định nghĩa liên quan đến hiện tượng cảm ứng. Để trả lời được bài tập này thì các em hãy trở lại sách giáo khoa trang 144. Đây chính là trang 144. Các em quan sát lên phần nội dung của phần hai nhỏ kết luận. Chúng ta thấy là mỗi khi từ thông qua mạch kín C biến thiên thì trong mạch kín C xuất hiện một dòng điện gọi là dòng điện cảm ứng. Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong C gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ. Như vậy, với nội dung này thì chúng ta đã trả lời được ngay định nghĩa của dòng điện cảm ứng và hiện tượng cảm ứng điện từ. Đó chính là dòng điện cảm ứng chính là dòng điện xuất hiện trong một mạch điện kín khi mà từ thông qua mạch kín đó biến thiên. Và hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng chính là hiện tượng cảm ứng điện từ. Còn với nội dung thứ ba là từ trường cảm ứng thì các em có thể nhìn xuống bên dưới. Ở đây, phần 2 nhỏ trong phần 3 La Mã thì chúng ta thấy là để dễ dàng so sánh thì ta chú ý dòng điện cảm ứng xuất hiện cũng sinh ra từ trường và từ trường đó gọi là từ trường cảm ứng. Và chúng ta sẽ phân biệt từ trường cảm ứng này với cái từ trường của nam châm hay là nam châm điện sinh ra gọi là từ trường ban đầu. Vậy là chúng ta đã có thể định nghĩa được cả ba khái niệm này rất là rõ ràng rồi. Bây giờ các em hãy ghi lại phát biểu cho bài tập này. Đầu tiên thì các em ghi định nghĩa của dòng điện cảm ứng. Đó là dòng điện cảm ứng chính là dòng điện xuất hiện trong mạch kín C khi mà từ thông xuyên qua mạch kín đó biến thiên. Định nghĩa thứ hai đó là định nghĩa về hiện tượng cảm ứng điện từ. Đó chính là hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng điện ở trong một mạch điện kín. Khi mà từ thông qua mạch đó biến thiên. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ định nghĩa về từ trường cảm ứng. Từ trường cảm ứng chính là từ trường sinh ra bởi dòng điện cảm ứng. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài 1. Phát biểu các định nghĩa dòng điện cảm ứng, hiện tượng cảm ứng điện từ và từ trường cảm ứng.